Trước tình hình dịch COVID-19 tăng trở lại trong nước và các nước trong khu vực, mới đây Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng vừa đề nghị các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Cán bộ công chức viên chức phải gương mẫu trong việc triển khai thực hiện. Ngành y tế và các địa phương cần tăng cường công tác tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là mũi 4 cho người dân. Ủy ban dân tỉnh và ngành y tế cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đối với dự án sửa chữa, nâng cấp các cơ sở y tế, các trạm y tế tuyến xã, nhằm nhanh chóng hoàn thiện cơ sở vật chất, sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chỉ đạo tại cuộc họp thành viên và chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh vào hôm qua, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Ngành y tế phải thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và các địa phương lân cận và trên địa bàn tỉnh, nhằm tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo các biện pháp, giải pháp phòng chống trong từng thời điểm, tình huống, cần kích hoạt lại các tổ nhóm phòng chống dịch bệnh cộng đồng. Các ngành các cấp phải làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Báo Bạc Liêu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phải tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh nói chung, COVID-19 nói riêng đến với người dân, nhất là việc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng khi ra đường. Lực lượng công an các địa phương phải tăng cường nhắc nhở việc đeo khẩu trang khi ra đường các nơi công cộng. Từ ngày 17 tháng 4 năm 2023, tất cả cán bộ công chức viên chức phải thực hiện việc đeo khẩu trang. Các cấp lãnh đạo phải làm gương và theo dõi, nhắc nhở việc thực hiện. Ngành giáo dục phải tăng cường tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở trường học. Ngành y tế không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh cho người dân, không để vaccine phòng COVID-19 hết hạn sử dụng. Các cơ sở y tế phải sẵn sàng cho công tác điều trị bệnh trong mọi tình huống.